Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn học viên, với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, du lịch được xác định là ngành kinh tế dịch vụ trọng điểm, cùng với sự đầu tư đồng bộ về nhiều lĩnh vực thì nâng cao nhận thức, trách nhiệm phát triển du lịch cho nhân dân, đồng bào các dân tộc trong huyện theo hướng bền vững và góp phần quảng bá hình ảnh bản sắc văn hóa là yêu cầu tất yếu. Để hiện thực hóa yêu cầu này, một trong những hoạt động thiết thực chính là cung cấp kiến thức về giáo dục tiếng Anh cơ bản tại địa phương. Và mở đầu chương trình khai giảng lớp tiếng Anh vì cộng đồng ngày hôm nay, xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiên, phó chủ tịch thường trực hội khuyến học viện, lên một tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Xin trân trọng kính mời bà. Thưa ông Triệu Tiến Thịnh, chủ tịch hội khuyến học tỉnh, kính thưa bà Nguyễn Thị Xuyến, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện, chủ tịch hội khuyến học huyện Núi Trải, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa nhà tài trợ, thưa toàn thể học viên lớp học, thực hiện kế hoạch số 233 ngày 15/10/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm tạo điều kiện cho người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế, khu vực và quốc tế và cuộc cách mạng 4.0. Hội khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức lớp học tiếng Anh giao tiếp phục vụ du lịch cộng đồng tại huyện Núi Trải. Lớp tiếng Anh giao tiếp cơ bản phục vụ du lịch cộng đồng được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Hội khuyến học tỉnh và nhà tài trợ phối hợp với ngành giáo dục thực hiện. Hôm nay, ngày 8/5/2022, Hội khuyến học tỉnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp học tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Đến dự khai giảng, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý. Đại diện cho Hội khuyến học tỉnh, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Triệu Tiến Thịnh, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, cùng ông bà con trong đoàn công tác của Hội đề nghị trong chủ đề của mình. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nông Thị Xuyến, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch Hội khuyến học huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thanh, chuyên viên phòng trung học phổ thông. Đại diện nhà tài trợ, tôi xin trân trọng giới thiệu nhà báo Trường Nguyễn và Phu Nhân, đại diện cho kênh Việt Nam Today và bà Thu Hoàng Chí Hùng, thì xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Hoàng Xuân Tiến và cô giáo Bùi Thị Trường Dung, đại diện cho biên soạn giáo trình giảng dạy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại diện phòng giáo dục và đào tạo, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Anh Thủy, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị trấn, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thức Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại diện trường trung học phổ thông, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Bùi Vinh Khoa, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy giáo và ban giám hiệu, đồng chí giáo viên thường xuyên giảng dạy. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí báo đài của tỉnh, của huyện đến đưa tin cùng 20 học viên lớp tiếng Anh giao tiếp đến dự các đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho buổi khai giảng thành công tốt đẹp, chúc cho lớp học đạt kết quả cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn bà. Đối với chương trình, ban tổ chức xin được mời thầy giáo Bùi Lân Khoa, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, hôm qua sẽ tham khai giảng lớp học. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa các đồng chí, lãnh đạo các cơ quan đoàn thể, thưa quý vị đại biểu, thưa các học viên lớp tiếng Anh giao tiếp phục vụ học đồng, hôm nay lần đầu tiên tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể học viên đã hiện diện tại trường trung học phổ thông Núi Trải
chương trình khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp phục vụ du lịch cộng đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các em, các giáo viên. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc buổi khai giảng chương trình học tập đạt được những điều mong mỏi nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các học viên, lớp học tiếng Anh giao tiếp phục vụ cho cộng đồng lựa chọn được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Hương Trại nhằm động viên khích lệ các thầy cô giáo cùng toàn thể các học viên tham gia học tập hướng tới kết quả thông qua bồi dưỡng kiến thức kỹ năng giao tiếp cơ bản phổ biến cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Dựa trên thế mạnh du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và những nguồn lực tự nhiên để phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà trong lĩnh vực du lịch cộng đồng đóng vai trò quan trọng theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện sẽ phấn đấu trở thành huyện du lịch. Để làm tốt điều này, huyện sẽ quyết tâm thực hiện 3 đột phá, 4 chương trình trọng điểm, trong đó chú trọng đến việc phát triển du lịch xanh, là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, sắc văn hóa đến đồng bào dân tộc của huyện nhà với bạn bè quốc tế. Ở phạm vi bao quát là góp phần hiện thực mục tiêu khuyến đạo khuyến tài xây dựng xã hội học tập với ý nghĩa. Và thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp phục vụ du lịch cộng đồng ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Chúc các bạn học viên luôn chuyên tâm chuyên cần, luôn thể cao tinh thần tích cực, chủ động học tập, tích cực tích lũy phục vụ tốt hơn cho nhu cầu giao tiếp và không ngừng phát triển. Chúc buổi khai giảng và chương trình chúng ta tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào cảm ơn thầy giáo Nguyễn Khoa. Với cái chương trình buổi lễ, ban tổ chức xin được giới thiệu ông Triệu Tiến Thêm, chủ tịch hội khuyến học tỉnh Yên Bái với những phát biểu chỉ đạo. Xin chân trọng kính mời ông. Kính thưa chị Lương Thị Xuyến, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải. Thưa các đồng chí lãnh đạo của phòng giáo dục, các đồng chí lãnh đạo của nhà trường trung học phổ thông Công an Mù Căng Chải, thưa nhà tài trợ mà đại diện ở đây là nhà báo Triều Nguyễn và phu nhân cùng với luật sư đoàn Duy Hùng có mặt ngày hôm nay. Thưa tất cả các vị, có thể nói là trong rất nhiều năm vừa qua, hội khuyến học tỉnh cùng với ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải tổ chức được rất nhiều cái chương trình để phục vụ cho bà con cô bác ở cái huyện vùng cao này, rất hiệu quả, rất ý nghĩa. Kế tiếp những cái kết quả của nhiều năm trước thì anh em chúng tôi đã cùng với các nhà tài trợ mà hôm nay đại diện trực tiếp là nhà báo Triều Nguyễn và phu nhân và xuất hiện cùng luật sư và Duy Hùng như thế này. Đây là một trong những cái sự hiện diện hết sức ý nghĩa trong cái chương trình thực hiện của lần này. Thầy giáo hiệu trưởng nhà trường đã chính thức tuyên bố khai giảng lớp học về tiến hành giao tiếp cơ bản khóa đầu tiên trong huyện Mù Căng Chải và cũng là khóa đầu tiên trong địa bàn theo cái chương trình này. Đây là một cái nội dung hết sức ý nghĩa mà chúng tôi thấy là hôm nay có hiện diện của 20 anh chị em học viên, những nam thanh nữ tú xinh đẹp được lựa chọn rất là tuyệt vời để có mặt như thế này, đã thấy là một cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, một cái sự háo hức mong chờ cho một cái chương trình học tập như thế này đối với những người có nhu cầu. Và đặc biệt là cái việc mà phối hợp chặt chẽ giữa hội khuyến học tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục của huyện, rồi thì nhà trường các bạn ở đây, mà cái nơi mà chúng tôi đặt niềm tin để chính thức đặt trụ sở tổ chức cái lớp này. Đấy là những điều rất quan trọng. Thì chúng tôi thấy là với một cái khối lớp công việc chúng ta đã chuẩn bị hết sức chu đáo, hết sức khoa học và rất chặt chẽ trong công tác phối hợp, hiện nay chúng ta đã chính thức khai giảng lớp học.
với nội dung ý nghĩa mà chúng ta thấy thầy hiệu trưởng Thiệu Lê Ba đã nêu rất rõ trong cái phần cảm nhận của mình. Tôi chỉ nêu lại mấy cái nội dung chính nào. Thứ nhất, đây là một cái việc làm có tính chất nhân văn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng yêu cầu của cấp ủy chính quyền địa phương và đáp ứng trực tiếp cho những nhu cầu thiết yếu của nhân dân, trong đó có những đối tượng là hai mẹ chị em cái lớp đầu tiên này. Đây là một nhu cầu thiết yếu thiết thực để giao lưu học hỏi, chuyển giao nâng tầm cái kiến thức về chuyện này, phục vụ cho cuộc sống, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhất là trực tiếp phục vụ cho du lịch của huyện vùng cao của chúng ta. Đây là cái điều đầu tiên mà có thể nói là ý nghĩa rất tư như vậy. Cái điều thứ hai rất cần đánh giá có được cái nội dung kết quả như hôm nay chúng ta có thể khai giảng thì nó là một sự phối hợp chặt chẽ giữa hội khuyến học tỉnh với ủy ban nhân dân tỉnh với sở giáo dục đào tạo các ngành liên quan. Đây là một cái điều mà chúng ta đã làm tốt như năm trước và tiếp tục làm khởi đầu cho năm 2022 bởi một cái chương trình học tiếng Anh đầu tiên. Đây là một cái chương trình lớn và sự phối hợp của địa phương và vào cuộc của cả cấp ủy chính quyền các cấp, trong đó có cả thị trấn, đây có cả bí thư đảng ủy thị trấn ở đây và đây rất là quan trọng. Đấy, sự phối hợp chặt chẽ. Và cái điều thứ ba, một yếu tố không thể thiếu và cũng là nền tảng cơ sở để chúng ta tổ chức cuộc họp này, đó là các nhà tài trợ mà trực tiếp ở đây là chị Ngọc Mai ở tận bên Hoa Kỳ, thông qua nhà báo Trường Nguyễn và Phu Nhân, và hôm nay là có cả đại diện anh Hoàng Duy Hùng nữa. Đây là một tấm lòng, một tình cảm, một cái việc làm thiện nguyện hết sức ý nghĩa, và nó thể hiện ở một cái sự quan tâm của những người xa quê hương đối với vùng quê hương đất nước nói chung, là đặc biệt là đối với cái huyện vùng cao chúng ta còn nhiều khó khăn. Chúng ta thấy có rất nhiều cái việc làm, từ những việc nhỏ nhất như cái bút, cái vở, cái sách, đầu tư thêm một cung đường, làm thêm một phòng học, rồi làm thêm một cái cây cầu nho nhỏ, đến cả chương trình lớn là tổ chức một lớp học như thế này. Vậy là đây là tấm lòng thực sự. Chúng ta ghi nhận những cái tấm lòng đó và sử dụng những nguồn kinh phí đó một cách hiệu quả. Đấy, như vậy có thể nói khởi đầu trong cái chương trình khai giảng tập học này là việc làm với ý nghĩa mà thầy đã hiệu trưởng cũng như tôi lần lên, nhưng mong muốn nhiều hơn, không chỉ dừng lại ở một lớp, mong muốn nhiều hơn, không phải dừng lại ở một chương trình, mà chúng ta sẽ còn làm nhiều chương trình trên nền của những cái kết quả nhiều năm trước, trên cơ sở dự báo cho cái kết quả của lớp học này, chúng ta sẽ cố gắng làm nhiều chương trình hơn, nhiều lớp học hơn, nhiều đối tượng hơn, nhiều khóa học ở không chỉ một trang trại mà ở thị xã Nghĩa Lộ, ở các huyện mà có nhu cầu du lịch phát triển tăng mạnh, để đáp ứng cái nhu cầu thực sự toàn diện, tạo cho tỉnh Yên Bái chúng ta có những cơ hội góp phần thực hiện cái nhiệm vụ chính trị to lớn của cả nhiệm kỳ và bắt ra cả nhiệm kỳ sau nữa. Đấy, như vậy, chính vì như thế rất mong rằng cái lớp đầu tiên này phải tạo ra dấu ấn. Dấu ấn là gì? Dấu ấn về mặt tổ chức phối hợp một cách khoa học, dấu ấn về hiệu quả của việc đào tạo bồi dưỡng học tập này, dấu ấn về ý thức trách nhiệm của người học thật cao. Đấy, tạo ra những dấu ấn nền tảng như thế và lan tỏa ra cho nhiều chương trình khác. Đấy, như vậy rất mong rằng với trách nhiệm quản lý điều hành chỉ đạo trực tiếp của ủy ban nhân dân huyện, có đồng chí Lương Chính Tiến phó chủ tịch ủy ban nhân dân hiện diện trực tiếp giữ chỉ đạo hôm nay, rất mong rằng chúng ta sẽ làm tốt những điều như vậy. Thứ hai, góc độ trực tiếp đơn vị nhà trường là trung học phổ thông cơ bản Vũng Trải đây thì tôi nói là một cái chương trình gọi là không phải chính thống, nhưng đạt được sở giáo dục, được ủy ban nhân huyện cùng với hội khuyến học tỉnh cùng phối hợp nhà trường thực hiện, cố gắng vượt qua những cái điều mà chúng ta còn thấy khó khăn thiếu thốn của nhà trường hiện nay, rồi
nhiều cái yếu tố nó hay thức hay, nhưng vừa thực hiện tốt cái công tác chuyên môn của đơn vị nhà trường, vừa đảm bảo tốt một cái chương trình lớp học tiếng Anh nói tiếng các bạn cho thật hiệu quả. Phòng giáo dục có một quản lý nhà nước trên địa bàn cũng rất mong là phối hợp tốt với anh em chúng tôi để thực hiện tốt cái việc điều phối chỉ đạo tổ chức thực hiện cái chương trình giáo dục. Sở giáo dục thì có đại diện ở đây, trước khi lên đây thì tôi có trao đổi thật kỹ với đồng chí giám đốc sở giáo dục Đà Lạt, anh Vương Văn Bằng cũng rất tâm huyết và đã phê duyệt cái chương trình này, đã chỉ đạo cái nội dung này. Rất mong rằng với cái quá trình ấy, sở giáo dục với anh em chúng tôi sẽ đồng hành thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có một cái chương trình đó là tiếng Anh giáo dục cơ bản, không phải một khóa, đây là khóa đầu tiên, sẽ có nhiều khóa tiếp theo cho hiệu quả. Và một điều cuối cùng là đối với các nhà tài trợ mà trực tiếp là chị Ngọc Mai thông qua nhà báo Trường Nguyễn và Phú Nhân, chúng tôi trân trọng ghi nhận đánh giá rất cao cái tấm lòng thiện nguyện đó giúp đỡ phòng học của anh. Cũng rất mong rằng với một cái điều kiện của địa phương như tỉnh Yên Bái nói chung, về một hoàn cảnh riêng còn khó khăn, rất mong rằng với cái tấm lòng đã làm tốt rồi sẽ tiếp tục với sự huy động vận động nhiều đối tượng, nhiều anh em nữa để cùng với huyện Mù Căng Chải chúng ta thực hiện nhiều chương trình có hiệu quả hơn nữa, lan tỏa hơn nữa, đánh giá sâu rộng hơn nữa để tạo ra một cái làn sóng, một cái dư âm về cái đầu tư cho giáo dục nói chung, cho cái việc đối mở các lớp học cụ thể như là lớp nhân ái năm ngoái hay là lớp học tiếng Anh giáo viên một này cho nó hiệu quả và mở rộng ra nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác. Xin trân trọng ghi nhận những điều đó. Và với một cái tình cảm và trách nhiệm của Bộ Giáo dục tỉnh, chúng tôi rất mong là với cái truyền thống và làm tốt rất nhiều cái chương trình của Mù Căng Chải sẽ ghi những dấu ấn thật sự sâu sắc bởi một chương trình này, mặc dù nó không lớn lắm nhưng nó lại ý nghĩa lớn hơn nhiều. Rất mong để chúng ta cùng phối hợp để thực hiện tốt. Xin trân trọng cảm ơn, chúc sức khỏe tất cả các vị. Bộ Giáo dục tỉnh hôm nay là được đến với trường trung học thông Mù Căng Chải và cũng biết là cái đơn vị nhà trường này là có rất nhiều cái công tác khuyến học tốt và cái ban khuyến học của cái đơn vị này là hoạt động nhiều năm rất là hiệu quả. Với cái kết quả hoạt động trong các lớp học nhà trường tốt như vậy, chúng tôi nhân dịp cái buổi khai giảng của cái lớp học tiếng Anh đầu tiên này, hội có một chút quà 3 triệu gửi tặng cho hồ ban khuyến học của nhà trường để làm tốt hơn nữa công tác khuyến học. Mời thầy Hoa nhận. Đóng lòng thôi nhé, không được nhiều lắm. Nhưng mà rất cảm ơn. Xin chào, cảm ơn những phát biểu chỉ đạo, những chia sẻ chân tình của lãnh đạo của Nguyễn Hoàng Tình. Tiếp theo chương trình buổi lễ, ban tổ chức xin được giới thiệu ông Nguyễn Quang Trường, nhà tài trợ của chương trình, với những phát biểu chia sẻ cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin chào quý vị. Chào chị Duyên, đại diện cho Ủy ban huyện Mù Căng Chải. Kính chào các ủy ban ban ngành, bên sở giáo dục và đến là bên bộ khuyến học tỉnh. Tất cả những cái chi tiết nói về lớp học, ý nghĩa, mục tiêu cũng giống như là công việc chuẩn bị mà thầy Trương Tiến Thịnh đã chia sẻ với lại quý vị đại biểu và các học viên ở đây. Lời phát biểu của tôi thì xin đại diện cho nhà tài trợ là cô Ngọc Mai hiện đang ở California, người tài trợ cho lớp học năm ngoái xóa mù tại xã Điếu Phú Bình. Và tiếp theo cái lớp học xóa mù đó thì hôm nay chúng ta ngày 8 tháng 5 có một cái lớp học tiếng Anh tiếp xúc giao tiếp đoàn dành cho các học viên ở trung tâm thị xã Mù Căng Chải. Có thể nói là khi mà đến đây gặp gỡ các học viên mặc dù chưa được trao đổi với các anh chị, nhưng mà tôi có cảm giác rằng tôi đang ở New York, ở California, ở một cái thành phố mà có thể nói rằng rất nhiều những nam anh nữ tú giống như là thầy Triệu Tiến Thanh đã giới thiệu, cho thấy là bà con mình ở vùng cao cái nhu cầu
được tiếp xúc bằng tiếng Anh là một cái nhu cầu rất lớn, bởi vì mà khi tiếp cận với lại du khách, đặc biệt là du khách ở nước ngoài, thì cái sự văn minh gần gũi nó làm cho cái người dân du khách có thể gần gũi hơn. Tuy nhiên tôi thì cũng sống ở nước ngoài hơn 30 năm. Khi người mà du khách ở xa về thì họ lại mong muốn tìm thấy được những cái nét đặc thù của địa phương ta. Thì hy vọng rằng khóa 1 này sau khi hoàn thành thì các anh chị, nhất là bên Bộ Biên học, rồi bên Sở Giáo dục và Đào tạo, mời gọi thêm những đối tượng, những học viên thực sự là những người mà người dân địa phương. Trong đó thì tôi nhìn thấy cái hình ảnh của các anh chạy xe ôm, rồi các bà con mình ở trong thôn bản, mặc dù là không có nhu cầu để làm du lịch, nhưng mà có lẽ khi mà đến với địa phương mình thì chắc là du khách cũng mong muốn đi vào trong cái đời sống của người dân, thì cơ bản ít nhất cũng có những cái người có thể biết một chút tiếng Anh giao tiếp. Đó là cái mong mỏi về phía chúng tôi, và cũng giống như là nhà tài trợ. Cô Ngọc Mai thì hiện nay đang có cái nhu cầu là sẽ trở về Việt Nam du lịch, và chúng tôi cũng đã được biết là cô đặt vé máy bay vào tháng 7, cô sẽ về Việt Nam, và cô mong mỏi được cùng với phu quân của mình là một luật sư người Mỹ 100% sẽ được đến với địa phương và vào thăm cái lớp học tiếng Anh giao tiếp của chúng ta. Thì lúc đó thì các anh chị sẽ có cơ hội để trao đổi trực tiếp với một người Mỹ ở California, và có thể nói rằng đây là những cái cơ hội mà kênh Việt Nam Today, trường Việt Nam Today mong muốn được kết nối những người nước ngoài thực sự. Và cụ thể hôm nay thì chúng tôi cũng có ông anh của tôi là luật sư Hoàng Duy Hùng, cũng đến từ Houston, Texas, và tôi biết rằng anh cũng có rất nhiều những cái ấn tượng lần đầu tiên đến với lại vùng Tây Bắc của chúng ta. Thì những người khách, những người bạn ở nước ngoài về thì cũng sẽ tiếp cận với lại các cơ sở ban ngành đoàn thể ở đây, và nhất là các học viên ngày hôm nay. Và bản thân tôi đi nhiều, nhưng mà có thể nói là đến với lại Mù Cang Chải thì rất có ấn tượng, bởi vì cảnh quan, con người, ẩm thực và nét văn hóa ở đây. Thì hy vọng rằng lớp học chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả tốt đối với lại các thầy giáo, và nhất là anh chị Tiến, chị Dung là người có cái giáo án, giáo trình dạy cho lớp học này. Thì tôi cũng mong rằng các thầy cô hãy vì cái cộng đồng, vì tất cả những cái niềm tin vào giáo dục và cái sinh hoạt của những người dân địa phương, để chúng ta cùng chung tay phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể để chúng ta thực hiện tốt cái lớp học khóa 1. Tất nhiên là chúng ta có nhiều khóa nữa. Nếu mà chúng ta tổ chức thành công được cái lớp học này thì chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những nhà tài trợ sẽ cùng chung tay để mà đóng góp cho cộng đồng địa phương này có được những cái màu sắc tốt về văn hóa, đặc biệt trong cái mảng tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Và xin chúc cho cái lớp học của chúng ta thành công và đạt được nhiều cái mục tiêu về mặt giáo dục cũng giống như là chính trị mà như thầy là chịu tinh thần đã nêu lên. Và trước khi đến lời thì chúng tôi cũng xin có một cái món quà cụ thể để trao cho lớp học giao tiếp tiếng Anh châu Á này. Chúng tôi có lẽ là xin mời đại diện của trường hoặc là bên phía là thầy cô lớp học lên nhận cái món quà của chúng tôi mới để chúng tôi đã gửi tặng cho thầy cô ở đây, để chúng ta dùng làm phương tiện giảng dạy cho các học viên có hiệu quả tốt hơn. Đây là chúng tôi xin chào bạn món quà này.
dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày.